các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi đến kênh Nhật báo An ninh Tương Dương của chúng tôi. Chúc quý vị có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận những video hấp dẫn nhất đến từ kênh Nhật báo An ninh Tương Dương của chúng tôi cập nhật mỗi ngày. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin bóng đá ngày 20 tháng 11 trên kênh Nhật báo 24 giờ. Quý vị thân mến, truyền thông quốc tế phẫn nộ khi trọng tài cướp mất bàn thắng của tuyển Việt Nam trong trận gặp Thái Lan. Báo chí châu Á đã có phân tích về những pha bóng khó hiểu trong trận đấu giữa Việt Nam, Thái Lan ở bảng G vòng loại World Cup 2022. Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã kết thúc với tỷ số 0 đều. Dù không giành được chiến thắng trước kỳ phùng địch thủ, truyền thông châu Á một lần nữa hét lời ca ngợi đoàn quân của ông Park Hang-seo. Kết thúc trận đấu, Fox Sports Asia có bài viết ca ngợi pha cản phá siêu đẳng của Đặng Văn Lâm trên chấm 11m với nhan đề Đặng Văn Lâm của Việt Nam đã cản phá thành công cú sút phạt của Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. Cú sút của Bumathan rất căng nhưng đã bị cản phá. Awad Rajan, chuyên gia của Fox Sports Asia, đã nói khá nhiều về tình huống đó. Một quyết định có phần nặng tay từ trọng tài Ahmed Ankap. Nhưng nhờ có tình huống đó, chúng ta mới được chứng kiến một pha cản phá penalty siêu đẳng của Đặng Văn Lâm. Rất xuất sắc. Ngay sau đó, Việt Nam đã có bàn thắng từ một tình huống đánh đầu. Lần này trọng tài lại không công nhận bàn thắng cho Việt Nam. Trong khi đó, về tình huống Tiến Dũng bị từ chối bàn thắng, cây viết Gabriel Tan đã phỏng vấn nóng cựu trọng tài Graham Paul. Trọng tài người Anh khẳng định bàn thắng hợp lệ cho tuyển Việt Nam. Theo tôi, đó là một bàn thắng hợp lệ, không hề có phạm lỗi trong tình huống đó. Thủ môn của Thái Lan đã phán đoán sai và bật lên sau, không hề có tranh chấp. Các quan sát của trọng tài không được tốt. Sathak Sharma thì dành lời khen cho tình huống cản phá của Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ này dùng cả thân mình để lăn xả, ngăn chặn pha dứt điểm của Thái Lan khi khung thành đang khá trống trải. Đó là hậu vệ của Việt Nam ư? Không, đó phải là John Terry chứ. Cậu ta đã dùng mặt của mình để chặn cú sút. Kẻ viết bình luận. Kết quả trên giúp tuyển Việt Nam tiếp tục đứng đầu bảng G, trong khi đó Thái Lan nhường lại vị trí thứ hai cho Malaysia, đội bóng có chiến thắng 2-0 trước Indonesia. Chuyển sang thông tin tiếp theo, dân mạng ồ ạt tấn công trang cá nhân của trọng tài Oman. Trọng tài Ahmed Ankap, người trước đó được cổ động viên Việt Nam hết lời ca ngợi là công tâm, đem lại may mắn, bất ngờ bị dân mạng quay lưng, ồ ạt tấn công trang cá nhân của ông. Trọng tài người Oman Ahmed Ankap trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ sau khi ông đưa ra không ít quyết định gây tranh cãi ở trận đấu giữa tuyển Việt Nam, Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Không ít người hâm mộ Việt Nam cho rằng vị trọng tài này có phần thiên vị cho đội khách khi đưa ra hai quyết định có tính bước ngoặt chỉ trong vòng ít phút của hiệp 1. Đầu tiên, ông thổi phạt Tiến Linh vì phạm lỗi với cầu thủ Thái Lan trong vòng cấm, dẫn tới quả penalty, nhưng đội khách đã không thực hiện thành công trước sự xuất sắc của Văn Lâm. Ít phút sau, ông Ahmed Ankap gây tranh cãi khi từ chối bàn thắng do Tiến Dũng thực hiện vì cho rằng Văn Hậu phạm lỗi với thủ môn Cowin trong khi nhảy lên tranh chấp bóng. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, một bộ phận cổ động viên Việt Nam đã dội bom trang cá nhân của trọng tài này và để lại những lời lẽ không hay. Đáng chú ý, ít giờ trước khi trận đấu giữa Việt Nam Thái Lan diễn ra, trên các diễn đàn, thậm chí nhiều trang báo mạng hân hoan khi biết trọng tài Ahmed Ankap sẽ cầm còi trận đấu tại Mỹ Đình. Bởi ông Ahmed Ankap được cho là luôn đem lại may mắn cho tuyển Việt Nam, nổi tiếng với sự công tâm và những quyết định không thể lay chuyển. Đây là trọng tài đã bắt chính ở trận chung kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan tại Thường Châu. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói gì về trọng tài trận Việt Nam hòa không đều Thái Lan? Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ quan điểm về trọng tài Ahmed Ankap sau trận hòa không đều giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Trọng tài Ahmed Ankap có nhiều quyết định gây tranh cãi trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình, đặc biệt tình huống không công nhận bàn thắng của Bùi Tiến Dũng ở phút thứ 31. Vị vua áo đen người Oman cho rằng Văn Hậu đã phạm lỗi với thủ môn Cowin Thamsachonan trước khi Bùi Tiến Dũng ghi bàn. Pha quay chậm cho thấy thủ môn đội tuyển Thái Lan dường như chọn sai điểm rơi và thất thế trước sức bật của Đoàn Văn Hậu. Trước đó, trọng tài Ahmed Ankap thổi phạt đền cho Thái Lan ở phút 28 sau tình huống va chạm không thực sự rõ ràng trong vòng cấm đội tuyển Việt Nam. Rất may thủ môn Đặng Văn Lâm đã cản phá thành công cú sút 11m của Thiratom Bumathan. Khi được hỏi về công tác trọng tài trong cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên Park nói: "Thực ra tôi không có ý kiến gì về trọng tài hôm nay, tôi đã xem lại tình huống Tiến Dũng ghi bàn. Thực ra đó là tình huống khó nói, nhưng theo tôi đây có vẻ thôi là tình huống không chính xác."
Trận hòa không đều giữa Việt Nam và Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định đây không phải kết quả khiến ông hài lòng. Nhà cầm quân người Hàn đánh giá đây chỉ là một nửa thành công mà thôi. Tôi không hài lòng với kết quả hòa, ông Akira Nishino cũng thế thôi, bởi huấn luyện viên nào cũng đặt mục tiêu chiến thắng, lấy chiến thắng làm niềm vui. Dẫu sao kết quả cũng có thể xem là một nửa thành công. Theo tôi biết, từ năm 2007 đến nay, chúng ta chưa từng thắng Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Nhưng từ nay trở đi, chúng ta không phải đội dễ dàng thua Thái Lan nữa, huấn luyện viên Park cho hay. Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa thể phá bỏ lời nguyền trên sân Mỹ Đình. Huấn luyện viên Park Hang-seo chưa thể phá rớp ở sân Mỹ Đình, nơi thường để lại những kỷ niệm buồn cho bóng đá Việt Nam trước người Thái. Việt Nam có kết quả hòa không đều trước Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào lúc 20 giờ ngày 19 tháng 11. Như vậy là huấn luyện viên Park Hang-seo chưa thể phá bỏ lời nguyền 21 năm không thắng Thái Lan trên sân nhà. Lịch sử cho thấy hơn 2 thập kỷ qua, Việt Nam chưa thắng Thái Lan trên sân nhà, hòa 1 và thua 2 trận đối đầu. Lần duy nhất Việt Nam hạ đội khách Thái Lan là ở bán kết Tiger Cup, tiền thân AFF Cup năm 1998 trên sân Hàng Đẫy. Với thắng lợi 3-0, đó là chiến thắng duy nhất trên sân nhà của Việt Nam trước Thái Lan ở các giải đấu chính thức cấp độ tuyển quốc gia. Tại sân đấu này, thầy trò Alfred Riddle hạ đội bóng xứ sở Chùa Vàng bằng chiến thắng 3 sao do các cầu thủ Trương Việt Hoàng, Nguyễn Hồng Sơn và Văn Sĩ Hùng ghi bàn. Sau chiến thắng kể trên, tuyển Việt Nam vào chung kết gặp Singapore nhưng thua 0-1 bởi pha ghi bàn bằng lưng của trung vệ Saki Kuma. Ở bán kết lượt đi AFF Cup 2007, Dastakorn Thong Lao và Pipat Thongkaya đã lập công giúp Thái Lan thắng 2-0. Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại Mỹ Đình, thầy trò Kiatisak Sinamuang thắng 3-0 ở vòng loại World Cup 2018 hồi tháng 10 năm 2015. Chung kết lượt về AFF Cup 2008, bàn thắng của Lê Công Vinh ở phút bù giờ hiệp 2 giúp Việt Nam gỡ hòa và lên ngôi vô địch nhờ thắng 2-1 ở lượt đi. Dù không thể hạ gục Thái Lan trên sân nhà, nhưng tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 11 điểm. Trong khi đó, trận hòa này đã khiến Malaysia rơi xuống vị trí thứ 3 khi ở trận đấu diễn ra trước đó, Malaysia dễ dàng đánh bại Indonesia với tỷ số là 2-0. Thông tin tiếp theo, 7 lần cứu thua cho Việt Nam, Đặng Văn Lâm khiến người Thái vừa yêu vừa giận. Đặng Văn Lâm đã có màn trình diễn tuyệt vời trong trận đấu giữa Việt Nam-Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, Đặng Văn Lâm đã tổng cộng 7 lần cứu thua cho Việt Nam trong cuộc đọ sức với Thái Lan. Sự xuất sắc của Văn Lâm đã giúp đoàn quân áo đỏ giữ sạch mảnh lưới, bảo vệ tỷ số hòa không đều và ngôi đầu bảng. Người hâm mộ Thái Lan dĩ nhiên không mấy vui vẻ khi chứng kiến các cơ hội ngon ăn, đặc biệt là quả penalty bị thủ thành mang hai dòng máu Việt-Nga từ chối. Một số dành những lời lẽ mỉa mai. Nhưng cũng có không ít cổ động viên xứ sở Chùa Vàng dành lời khen ngợi và ít nhiều vui mừng khi thấy Lâm Tây tỏa sáng. Đó là những cổ động viên của câu lạc bộ Muang Thong United. Những lời khen cổ động viên Thái Lan dành cho Văn Lâm. Tôi thấy không có vấn đề gì khi Văn Lâm chơi tốt, dù sao cậu ấy đang phục vụ đội tuyển Việt Nam và đó là trách nhiệm của cậu ấy. Huấn luyện viên thủ môn mà Muang Thong mang về đã phát huy tác dụng, Văn Lâm đã tiến bộ rất nhiều. Khi nào gặp Malaysia hãy chơi hay như thế nhé Văn Lâm. Tôi không thể nào giận nổi Văn Lâm. Thủ môn Đặng Văn Lâm đã chơi chắc chắn an toàn, ngay cả khi cậu ấy chơi cho Việt Nam, tôi vẫn phải dành những lời khen. Hãy mang phong độ này đến Muang Thong mùa giải tới nhé Văn Lâm. Tôi thấy mừng khi Muang Thong sở hữu một thủ môn chất lượng, hàng hậu vệ mới phải chịu nhiều trách nhiệm trong những bàn thua ở mùa giải vừa rồi. Đặng Văn Lâm thực sự quá hiểu các cầu thủ Thái Lan. Mùa giải 2019, Đặng Văn Lâm đã là chốt chặn đáng tin cậy trong khung thành Muang Thong và có nhiều pha cứu thua xuất sắc. Các fan đội bóng này rất nóng lòng chờ đợi Văn Lâm tiếp tục sắm vai người gác đền tại sân SCG ở mùa giải sau. Tuy nhiên, trước mắt Lâm Tây sẽ có kỳ nghỉ sau khi liên tục thi đấu với mật độ cao trong vòng một năm qua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.